cặp mở bài và kết bài cực hay về truyện ngắn Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long. Mở bài: ta làm con chim hót, ta làm một nhành hoa, ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến. Trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ, nhà thơ Thanh Hải đã thể hiện khát khao cháy bỏng được dâng hiến hòa nhập mùa xuân nho nhỏ của mình vào mùa xuân lớn của đất nước. Cũng viết về một nốt trầm lặng lẽ nhưng cao đẹp giữa cuộc sống, nhà văn Nguyễn Thành Long trong truyện ngắn Lặng lẽ Sapa đã hướng ngòi bút đến những con người vô danh vẫn âm thầm đóng góp sức lực cho Tổ quốc thân yêu. Lặng lẽ Sapa, một bản nhạc dịu dàng ngợi ca những người say mê và miệt mài với lý tưởng đẹp đẽ vì cộng đồng, sống một cuộc đời ý nghĩa và xứng đáng nhất. Truyện ngắn được viết vào năm 1970 sau cuộc hành trình lên Lào Cai của tác giả. Có lẽ vì cảm mến và trân trọng thiên nhiên và con người chốn này mà tác giả đã viết nên một tác phẩm hấp dẫn và đặc sắc như thế. Kết bài: lặng lẽ Sapa ngân vang trong lòng ta những rung động nhẹ nhàng mà thú vị về những con người âm thầm lặng lẽ nhưng đáng yêu. Họ sống cống hiến cho nhân dân, cho dân tộc và đã dệt lên bài ca về tình yêu Tổ quốc, tình yêu đất nước. Họ như những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời đêm, nhưng sáng bằng những đóng góp thầm lặng của họ. Phải chăng nhà văn muốn nhắn gửi đến cho mỗi chúng ta? Cuộc sống của chúng ta được làm nên từ bao phấn đấu hy sinh lớn lao và thầm lặng như người thanh niên nơi Sapa lặng lẽ ấy. Họ khiến cuộc sống này thật đáng trân trọng và đáng tin yêu. Là học sinh, chúng ta hãy cố gắng học tập để mai sau có thể góp công sức để xây dựng đất nước, là những chủ nhân tương lai của Tổ quốc. Hết.